cái bản nhạc rất là hay và clip rất là tốt. Thể hiện tình yêu của mình với nhau trên sân khấu cho mọi người xem vậy. Đó, mọi người thực sự khi mà xem vào thì cảm nhận được cái điều đó rất là rõ. Đó. Và... Đâu lá rụng, tôi nhảy gánh sao?